Đi đến chỗ này thì ai biết là ra chả ở chỗ này nhưng mà đấy. Ui giời, chai nguy hiểm lắm. Đi đâu rồi? Nó lại lặn đấy đâu ạ? Có cái chai đấy. Gần nhất cái chai lên đây thôi. Cầm mẹ lên chú quyền phất nó này. Hoa nào nó nuốt rượu chè xong. Bảo rồi, kìa anh đâu kìa. Nặn xuống. Đút mồm cắn luôn mà. Mắc văn mới đông có canh lên đấy đi. Nó chỉ thở thôi. Không, nó này, nặng thằng đoạn này đây. Nó chỗ này này. Không ở chỗ có đâu kìa. Nó nặng nó đi ngay luôn. Thì gì nó nặng nó bám một cây nó đứt. Này phải chia từ tốp tốp ra bắt cái đông này. Con người đi ra cái làm kia đi.